Trong thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh COVID-19, sự đoàn kết chia sẻ đơn hàng cho nhau của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cũng như của cả nước thật đáng trân trọng. Không chỉ giúp cho các doanh nghiệp giữ được sản xuất mà còn tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất trở lại bình thường khi nhiều ngày qua Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Hãy thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa chống dịch hiệu quả. Ngay sau ít ngày giãn cách xã hội, đây đã là khẩu hiệu quen thuộc khi mỗi chúng ta bấm máy gọi điện thoại. Chính nhờ chuyển trạng thái nhanh mà việc sản xuất của công ty cổ phần May Thống Nhất đã trở lại bình thường. Hiện đơn vị đang gấp rút hoàn thiện lô hàng áo jacket và áo lông vũ đầu tiên sau đợt dịch để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Tạo ra tiền đề này không thể không kể đến sự liên kết, chia sẻ của những doanh nghiệp khác khi Thống Nhất thiếu nhiều đơn hàng trong các tháng trước đó. Chúng tôi là liên kết với cả công ty cổ phần May Sông Hồng, công ty cổ phần May Hưng Yên cùng nhau hỗ trợ vì những đơn hàng chúng tôi là doanh nghiệp nhỏ, đơn giản là những đơn hàng không thể đáp ứng được cái nhu cầu xuất khẩu của thị trường Mỹ cũng như là EU. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 1.600 doanh nghiệp tham gia vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Đây là các doanh nghiệp ở đa ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Một nửa trong số đó là doanh nghiệp sản xuất có thể chia sẻ cơ hội, hỗ trợ lẫn nhau. Hợp tác sản xuất giúp doanh nghiệp có thêm sức mạnh để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Và chính trong thời gian vừa qua, nhờ có hợp tác, liên kết sản xuất mà nhiều doanh nghiệp đã san sẻ, chia sẻ những cái đơn hàng để giúp nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19. Trong đợt cao điểm dịch COVID-19 vừa qua đã chứng minh rõ điều này, đặc biệt là ở các doanh nghiệp cùng ngành nghề sản xuất. Cộng đồng doanh nghiệp Hưng Yên tuy rằng nhỏ nhưng cái tính đoàn kết tương đối cao. Nhất là một số các cái doanh nghiệp có đông lao động thì trong thời gian vừa rồi khi mà đối mặt với vấn đề thiếu việc thì họ sẵn sàng có thể là chia sẻ công việc cho nhau. Cũng theo lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đợt dịch vừa qua là phép thử để từng doanh nghiệp mạnh hơn và phải có những thay đổi trong tư duy hợp tác, liên kết sản xuất mang tính chủ động để tìm kiếm thị trường. Về vấn đề hợp tác trong cái giai đoạn hiện nay ấy, thì thay vì như trước đây ấy, thì các doanh nghiệp Việt thì đang thường là chờ các doanh nghiệp nước khác đến để người ta đặt hàng mới ký được. Nhưng hiện nay thì trong điều kiện Covid ấy, thì người ta không thể sang được. Ví dụ người ta vào Việt Nam thì người ta phải chờ mất 14 ngày. Thế cho nên hầu hết những doanh nghiệp mạnh có khả năng về công nghệ thông tin, có khả năng về mối quan hệ với khách hàng ấy, thì họ sẽ nắm bắt được tất cả nhu cầu của thế giới. Mà nhu cầu thế giới thì họ thông qua cái con đường thông tin công nghệ chứ không phải thông qua con đường mà ký trực tiếp với khách.